Vâng, xin chào các bạn. Trong chương trình đánh giá Xpander trước thì chúng tôi đã có giới thiệu rất chi tiết về mẫu xe này rồi. Tuy nhiên, một câu hỏi mà chúng tôi nhận được rất nhiều từ các bạn đấy chính là xe chở 7 người thì có leo dốc được không? Thì hôm nay thì Hùng chở tới 9 người. Bây giờ mình làm cái điểm danh nhá. Điểm danh 1 này. 2 3 4 5 6 7 8 9. Vâng, thưa các bạn, 9 người. Vâng, tôi chở 9 người luôn. Tải ở sau cốp thì thôi tôi thay thêm bằng 2 người nữa, không vấn đề gì. Xin thưa các bạn là tôi sẽ có 3 bài thử. Bài đầu tiên là mình sẽ làm rất nhiều con dốc với độ dốc lên tới 10% nha các bạn. Đây là đường lên đền gióng. Bây giờ mình sẽ bắt đầu luôn. 9 người. Bắt đầu ở chân dốc đi lên có ra. Bình thường này. Đấy, dốc 10% rồi. Dốc 10%. Ngay đầu tiên là dốc 10%. Rồi, đấy, gặp dốc phát là vào số trả luôn. Vâng, tua máy cao. Đó. Đấy, các bạn có thể thấy này, vòng tua toàn có 4-5 nghìn, số tự trả thôi. Đấy, số tự trả đó. Nếu ít người hơn thì nó làm việc nhàn hơn, còn nhiều người đấy, các bạn có thể thấy này, vòng tua máy lúc nào cũng 3-4, không có đuối không? Cũng không đuối. Bảo chạy sướng thì sẽ là không, nhưng mà leo bảo có leo được không thì leo được ạ. Nhưng mà vòng tua máy lúc nào cũng cứ khoảng 4-5 ngàn. Còn dốc đầu tiên không có vấn đề gì cả. Tiếp theo, vâng, đường lên đền gióng thì với độ dốc nó cứ khoảng 10% nha các bạn. Các con dốc cũng khá là gắt như những con đường đèo Tây Bắc. Đó, đang có đà, chả có vấn đề gì cả. Đó. Số thì mình nghĩ luôn duy trì ở số 2. Động cơ 1.5, công suất có 104 mã lực và mô men xoắn thì cũng khiêm tốn, 141 thôi. Đó, để bình thường. Đi rất bình thường luôn. Anh Duy, hiện tại thì tôi đang ngồi ở bên cạnh anh Hùng thì tôi thấy cái sự ổn định của thân xe cũng rất là ok, và cái độ tải của cái sức tải của máy hiện tại thời điểm này nó vẫn chưa gặp một cái chướng ngại vật gì. Đó, cứ mà độ dốc cao thì nó trả số về. Đó. Đấy, trả về số về nó. Đấy, ví dụ bây giờ đang leo này. Ví dụ như mà hơi đuối một tí thì mình có thể về chế độ L. Đó, nó giật lên ngay. Không có vấn đề gì cả. Đấy. Tiếp 10% tiếp. Thực ra thì nếu mà bảo chạy sướng thì là không sướng, nhưng mà chạy được. Ví dụ như mà đuối thì mình sẽ nên để ở số 2. Và nếu mà đuối quá như thế này thì mình sẽ về số L là số thấp. 9 anh em trên một chiếc Xpander. Đang có một xe đi phía trước thì mình đi chậm, chế độ L. Thực ra đi với dốc cao như thế này thì ngay cả đi ít người thì chúng ta nên để ở số thấp đi. Leo rất bình thường. Nếu mà để ở L thì vòng tua máy nó khoảng 2.500. Bỏ rất chậm nhá. Tốc độ bạn có thể thấy là hơn 10 km một chút thôi. Đó, anh Duy có liên tưởng đến những chiếc Dream chở cân 6, cân 7 không? Cân 5, cân 6. Đừng láng hay Trần Duy Hưng các bạn. Vâng, thưa các bạn, câu trả lời là leo được. Nhưng leo không sướng bằng những xe công suất lớn. Đấy. Và nên leo ở chế độ thấp. Nên leo ở chế độ số thấp với Xpander. Đó, thậm chí tôi có thể dừng lại đây. Rồi, bài thứ hai là mình sẽ thử khởi hành ngang dốc với độ dốc lên tới 10%. Chế độ để thử D xem. Tôi thử chế độ D trước. Bỏ lên nào. Lên. Đó. Ủa. Lên. Nhưng mà lên nó không sướng, lên nó lên chậm. Không, nhưng mà đấy, nhưng mà anh em mình đang dừng ở một cái dốc mà có cua anh Hùng ạ. Thế đấy, nên là cái việc mà lên từ từ như này nó cũng không phải lên quá nhanh đâu. Đấy, nó lên này, sau đấy có đà nó lại lên tiếp này. Đấy, lên nhé. Tiếp tục lại một con dốc tiếp. Đấy. Và lại vào cua. Đấy, chế độ đấy là chế độ D nha các bạn. Đó, khi có đà nó lại lên. Rồi, còn xuống dốc thì sao? Bây giờ tôi đã quay đầu rồi, bây giờ xuống dốc với 9 anh em trên một chiếc Xpander. Không có vấn đề gì. Thực ra khi đổ dốc thì chúng ta nên đi số thấp và lựa chọn tốc độ phù hợp để nó an toàn hơn. Tôi đang để ở chế độ L. Dốc cao lắm, dốc cao lắm. Mình sẽ về ở L. Rồi. Không có vấn đề gì cả. Lên xuống. Nói hơi quá lời một chút nhưng khi vẫn thấy ngon. Mượt, mượt như nhung. Vẫn mượt. Thực ra là với cái động cơ chấm thấp như thế này thì tôi nghĩ là đi với những cung đường đèo dốc mà khá gắt như là những cung đường đèn gióng như này rồi thì cái chiếc xe là hoàn toàn có thể chinh phục với 7 người. 9 người còn đi mượt như này thì
Thực ra đối với cái việc chở 9 người là chúng tôi thử thôi nha các bạn. Chúng tôi thử thôi. Còn chở đúng quy định chỉ là tối đa là 7 người. À, không có vấn đề gì. À, lúc nãy là khởi hành ngang dốc rồi. Khởi hành ngang dốc ở đây bây giờ mình... Nếu mà muốn khởi hành tốt hơn nữa thì mình để ở chế độ số 2. Thậm chí số L không có vấn đề gì cả. Xe này là bao nhiêu tiền? Xe này là 620 triệu. Không mua bia không kèm lạc. Thậm chí chạy ở như rally này không có vấn đề gì cả. Tăng tốc lên tí. Và không gầm chắc, không gầm rất chắc. Được số lẻ chưa? Được 20 rồi, thiếu 600 rồi. Ủ tài luôn ạ. Kiểu gì cũng có ông chớ. Anh Hùng này là đang đưa anh em và chiếc Xpander tới đạt tới thử thách. Và cũng xin nhắc quý vị các bạn, đây là bài thử thôi. Còn chúng ta tham gia giao thông thì vẫn nên chở đúng số người quy định là 7 người đối với chiếc Xpander. Rồi bây giờ mình sẽ làm một vòng nữa nha các bạn. Thực ra nếu mà để thử được á, thì mình nên chạy theo những cái cung đường Tây Bắc nó phải vài ngày. Nhưng mà mình nghĩ là không có vấn đề gì. Tôi vẫn nhắc lại là bảo rồi là sướng là không là sướng nhưng mà chạy được. Và thưa các bạn, khi mà chở tải đủ thậm chí còn vượt hơn thì cái việc cua nó sẽ khó hơn nha các bạn. Bởi vì khi đấy cái lực quán tính khi vào cua nó khá là cao. Và vì vậy nếu như đi với nhiều người trên một mẫu xe nhỏ như thế này, có công suất nhỏ như thế này, thì chúng ta cũng nên đi ở một cái tốc độ an toàn chậm hơn một chút so với cái việc chúng ta đi hai người. Bây giờ tôi sẽ thử lại một lần nữa leo dốc với số 2 xem như thế nào. Và khởi hành ngang dốc. Ở con dốc lên tới 10%. Bởi vì là khởi hành ngang dốc được rồi, để D còn leo được, thì mình muốn thử lại xem cái cảm giác ở cái chế độ số 2 nó như thế nào thôi. Còn bỏ qua luôn cái bài mà định thử leo từ chân dốc lên. Khởi hành ngang dốc lên được thì chắc chắn là cái việc mà có đà ở dưới dốc lên thì cũng không có gì là khó cả. Đấy, sắp đến này, sắp đến con dốc. Dốc 10%. Dốc 10%. Sau dốc này là tới cua luôn. Đấy, sau dốc này tới cua. Thực ra đứng ở giữa dốc này rồi thì mới thấy là nó rất là dốc nha các bạn. Rồi bây giờ dừng lại, nếu khởi hành ở số 2 đi. Rồi, số 2, đặt. Hơi chậm, nói chung là nó hơi chậm, nhưng mà leo được. Nếu anh em có nhạy ý thì cho mình mượn thêm khoảng 3-4 người nữa, mình thử tiếp xem. Nhưng với một mẫu xe 7 chỗ thì cái việc mà tải như thế này là cũng khá ổn rồi đấy. Nó hơi đuối đoạn đầu nhưng mà sau đấy nó có đà nó lên thì khá là tốt đấy. Rồi tiếng máy, vòng tua 4-5 ngàn đó, lên. Có đà phát là lên luôn. Rồi. Rồi. Vào cua chậm lại lên, hơi đuối một tí đấy, nhưng mà số lại trả về và lại lên. Thực ra cũng không phải bênh vực gì Xpander, nhưng mà bởi vì là cái việc mà chở đến 9 người đi con dốc này mình nghĩ nó cũng khá là ổn. Tất nhiên chạy đường dài thì nó không phải là sướng. Đường dài thì nên sử dụng những cái mẫu xe như là Peugeot Sport chẳng hạn, những mẫu xe có công suất lớn. Và trên đây là những cái thử nghiệm nhanh để trả lời cái câu hỏi rằng là liệu chở 7 người trên Xpander này có leo dốc được không? Vâng, chúng tôi đã chở tới 9 người và câu trả lời là vẫn leo được thưa các bạn. Còn bây giờ thì nếu như các bạn có những cái câu hỏi nào thì xin vui lòng gửi tiếp về với chúng tôi để chúng tôi tiếp tục có những cái thử nghiệm mới để xin gửi tới các bạn. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những chương trình tiếp theo.